việc đã cho em cơ hội đến đây gặp mọi người và gặp thầy. Dạ. Cái ba cái bài học mà em thấy cảm thấy tâm đắc nhất là cái bài học đầu tiên của em và những tôi. Tôi. Dạ. Tại vì trước khi đến cái khóa học này á, cái tôi của em cũng còn rất cao. Em cứ nghĩ trong đầu là những cái kiến thức mà mình có, mình giữ cho mình, thì khi có vấn đề gì xảy ra mình là người giải quyết, thì mình sẽ là người có quyền lực. Đó, sau này em học xong em mới biết là mình còn phải chia sẻ, đào tạo tất cả những truyền tải những cái kiến thức này cho đồng đội của mình, thì lúc đó mình mới lên một tầm cao mới. Bài học thứ hai là em cảm thấy tâm đắc đó là cái công thức chuyển đổi thói quen xấu thành thói quen tốt đó này. Thì em thấy là bản thân em còn rất là nhiều thói quen xấu, thì đó là những đám mây tiêu cực, đó là ngăn cản cái đường của con đường thành công của mình. Thì em có thấy em có công thức này rồi, thì sau khi trở về từ khóa học này em sẽ thay đổi và chuyển đổi những thói quen xấu này thành những thói quen tốt để mình phát triển hơn. Bài học thứ ba mà em tâm đắc đó là cái công thức học BDCA. Thì nhờ cái công thức này thì em có cách mà để xây dựng một cái kế hoạch và chuyển từ kế hoạch sang làm, và có những cái bước kiểm tra cũng như là cải tiến để cho cái quy trình hoạt động của mình nó phát triển hơn và nó suôn sẻ hơn và nó cũng vận hành trơn tru hơn. Dạ, em xin hết. Okay.